Xin chào các bạn đã trở lại kênh Cờ Vua Vlog. Hôm nay mình sẽ đánh ở Chết Kít. Queen Gambit. Đánh ở trang chetkit.com. Đây các bạn có thể nhập cái từ này ở dưới phần mô tả của video. Trang này thì đánh trẻ con. Trên mã tấn công tượng và tấn công tốt. Ở những tới nước A4 thì đối thủ đẩy tượng D7 thì mình cũng không rành. Ok, mình đã ăn không được con tượng tốt ăn lên thì sẽ mất xe. Giờ có thể là lên hậu đuôi mã và giữ xe. Giờ là lên D7. Anh tự lên tốt giữ mã luôn. Mình sẽ chạy mã về C3 và lên mã nhập thành. Mình sẽ lên hậu đối tượng. Về hậu đuổi mã. F5. Về tượng. Và nước sau sẽ đưa mã lên E4, E5. Sẽ đưa mã lên E5. Ô mạnh cho con mã vì không có quân tấn công. E8 để giữ tốt này. Mình sẽ lên tốt B3 để lên tượng ở B2. Nếu sau mình có thể qua hậu đây đổi hoặc là về tượng đây đổi hậu. Chip kit cũng là một cái trang thuộc cái loại gọi là tấn công tốt này. Chip kit cũng thuộc cái loại gọi là ai cũng đánh được, nhưng mà mình kiểu mình thích đánh đi làm video. Công tốt này thì ăn tốt này. Xe đuổi hậu về đây đó mà không cho xe la xuống, sau đó có thể qua xe đổ tiếp. Nhanh náo vậy chết hả? Thua và đánh tiếp.
chắc khai cuộc gì thấy nó h3 lỗi rồi, hơi sớm. G3 tụi G2 chắc chắn. Phát triển đồng đều. Chứ không giống trắng, cầm trắng mà đi này là hơi bị tệ lắm. Công anh là đẩy lên ngay. Đẩy lên block không tốt, block con tượng này và block con tốt này tránh cho gì. Block con tượng này và block con tượng này luôn. C4 thì mình sẽ đẩy C6 giữ tốt. Mình sẽ lên hậu C7. Rồi này nhìn mình phát triển quân hơn thôi chứ mình vẫn không có nhiều lợi thế lắm. Theo mình nghĩ là vậy. Nếu sao là sẽ đem xe sang. Tốt này ăn thì mình sẽ đem hậu lên A5. Ok, đã mở được đường cho tốt lên rồi. Mà để anh trắng mở được đường chéo rồi. Mình sẽ lên mã đổi tượng. Mình lên ngăn vua lên. Ôi giời, chết tiệt. Phải ăn luôn. Đánh phải ăn mã về nhỉ. Thôi lỗi. Về đây. Mình dần sẽ tấn công tốt F2 để mà có thể chui hậu vào đây. Mình dù đúng là mình thua 2 điểm nhưng mà mình lại có ưu thế về phát triển quân. Rồi, chuẩn bị chui vào đây. Ô mạn của mã tiếp đây. Chứ bắt xe. Vô chiếu trước đã. Nên mãi dựng tốt đi. B1 định lao tôi xuống. Tôi dễ thế. Ui giời. Giờ hậu sang A1 đường chéo. Vãi. Bg8 thôi. Đối thủ đang định chứ mở ví dụ lên đây để bắt hậu. Ví dụ như là mình không về vua mà ví dụ mình đẩy mình lại về mã đây đi thì sẽ đem vào chiếu vua G8 là hậu hết cờ. Cái mục tiêu kinh đấy. Rồi, ăn luôn. Chờ lâu lắm, ăn mã lên thì bắt tốt này ngay. Tốt này. Giữ luôn tốt này và tấn công mãi.
vô được đây để mà chiếu thì ngon. Để tốt nhỉ, để tốt đi. Đổi xe lên mã nhỉ. Chắc mình sẽ về hậu để có thể đem xe liên tiếp sang. Anh Hậu sang là mất tốt này ngay. Phải anh mã về. Một trong hai mã về, nhưng mà mình nghĩ là mã này anh về. Sẽ đem xe tiếp đi. Ok, đem xe tiếp. Hậu đang kiểm soát đường này rồi. Mạnh lắm. Hậu là đang giữ đi trên đường chéo H A1H8. Cho nên cũng khó đánh, không phải dễ. Giờ chui vào H2 không? Chui vào H2 đi. Ok. Mình vẫn sẽ đảm bảo là giữ xe. Chuyển lên đây đi. Chuyển lên đây giữ ô G7, đồng thời có lợi lên mã H4 tấn công được. Giữ ô G7 của Hậu tấn công. Thí tượng giờ đây tốt ăn lên. Tốt ăn lên xe ăn. Mình đang muốn tấn công tốt này. Tốt này tốt yếu này. Ok. Vậy thế chiếu và bắt tốt. Ok, đối thủ đã chịu thua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.